thôi, chỉ lần sau nhớ trời. Trời ơi, quay phim vô em đứng vô sao đỡ. Thì hả? Gì nói chứ, đâu quay mặt đâu. Không đỡ. Nói đi đâu có quay cái mặt đâu. Quay phim em nói không có được đâu. Nhưng mà đâu có quay cái mặt đâu thì nói đi. Qua đúng đứng ở kia giờ em đi chạy đứng đây nè, em đứng đây hướng dẫn cho em dễ. Rồi. Ok. Giờ mình có hai remote. Một cái là mình Seiko, cái Seiko là em tắt ra đèn đỏ sẵn này ha. Yeah. Cái này là Seiko với hai cái thẻ trắng này là hai mã số của remote của mình. Yeah. Khi mình làm mắc cái remote mình đem hai thẻ này cửa hàng mình làm lại remote khác nó rẻ tiền hơn ha. Nó dễ làm nữa. Thôi này chị cắt giùm ha. Cái này là mình sử dụng. Cái này làm chế độ màu xanh nè, ớt với máy nè, nó kết nối với máy nè, ha. Nhấn ở trên ha. Không có, bây giờ em thử cho chị đây, coi đèn trên dưới cũng xanh nè, ở trên cũng xanh, là tức chứng tỏ là cái remote với máy mình xe mình đã kết nối. Còn mình muốn sử dụng xe này mình muốn kích hoạt nó, mình đem remote lại gần xe, mình nhấn kích nút đời, bấm vô, đèn vàng này nổi lên mình mới xe ổ khóa được, xe hết về đây đèn hộ nổi lên sáng lên mình mới thắng mình đời. À. Còn mình tắt nhẹ nó tới 3 khớp, bây giờ là tắt hoàn toàn nè. Dạ. Chị muốn mở yên phải đặt nhẹ vào đây cái ngay gan chỉ sát nè. Dạ. Mình nhắn xuống mình mở yên. Dạ, này sang 500 đi luôn. Dạ. Còn mình tắt gì nó vẫn tắt máy, mình phải tắt đứng vậy nè, tắt gì nó vẫn tắt mà như mình quên mình để 2-3 tiếng hồ là nó sẽ hết bình của mình. Dạ. Phải tắt đứng vậy nè, tắt gì hoàn toàn. Còn mình muốn phá cổ, mình cổ gạt hết về đây, nhận vô phá nè, nhận vô mình xe qua nó sẽ phá cổ, cũng bên đây cũng vậy, cũng vẫn tương tự vậy ha, cũng nhận vô gan vậy đó, hai bên hết. Còn cái này á, remote mình á, nút này là ở dưới cái hình chìa khóa này là nút nguồn xe của mình, mình khỏi bấm gì hết. Còn ở trên đây là cái chống trộm với báo xe, cũng như mình đậu xe gì mình muốn đi rồi khối xe mình muốn cài chống trộm, mình phải bấm cái, bấm trên cái nghe tiếng tiếp hai tiếng nữa nó rồi đó, rồi ai đụng nữa nó sẽ tiếp. Mình đụng nó cũng kêu luôn. Đụng mạnh nó mới kêu. Như bây giờ nè, cũng như bây giờ mèo chó vậy là đụng nhẹ nhẹ nó không có kêu. Khi mà có da nên có khi mà qua chạm mạnh vào cổ hoặc bất cứ ở bộ phận xe nào mạnh nó mới nghe tiếng động, nó mới báo được ha. Mình muốn tắt nó nha, tắt luôn á, mình bấm lên cái mình mở phá lên tắt cái nó mới hết. Nó giờ hết rồi đó. Yeah. Mình muốn cài mình phải bấm lại. Remote này chị cứ việc bỏ túi xài cũng như cái điện thoại rồi khỏi cần khỏi bấm gì hết. Nào mình cài chống trộm mình nó bấm nút trên này. Mình bấm dưới nút này nhiều quá là nó gây ra là lỗi, nó sẽ chuyển qua chế độ im lặng, mình ở nhà chỉnh được đâu, đem tới đây chỉnh được. Yeah. Hết pin, cái này hết pin mình đem ra tiệm đồng hồ mình thay pin thôi, thay pin đồng hồ của mình á. Yeah. Còn bên đây, còn có bên đây chị chứ luôn. Bên đây là cái phá yên phụ, mở yên phụ. Mình đây móng tay nè, có dấu nè, tay đưa đèn kéo ngược về đây là nó sẽ ra cái nãy nó chạy hai que này nè. Hai que này ha. Là mở yên phụ có đây nè, có hình này gan vậy nè, đặt vô. Đặt vô đây mình gạt xuống là mở yên. Ha. Rồi mình kéo lên lại. Có cách mở kia đúng không? Mình mở cái này là phòng khi remote mình rớt mắt hoặc mình bỏ quên trong cốp xe. Cái này mình lấy mình mở. À. Mình dài lại à, để vô nha. Còn mà mình mở yên truyền thống là gặp gì đây mình bấm xuống là nhảy lên. Rồi xem giấy sống em. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn. Vì là nó đang ở chế độ gì? Anh này em nói cái này hiện bây giờ là đang ở chế độ mình cứ việc mặt phá chạy thôi. Chừng nào mình xách remote xe ra khỏi xe trong vòng 3 mét là tự động cái đèn này nó sẽ tắt, ngắt kết nối luôn, không sử dụng được. Ủa vậy là lúc mà mình tắt xe là nó chuyển sang chế độ này rồi, khi mình đi xa thì tự động nó mất hẳn luôn ha. Rồi mình xách remote đi là trong vòng 2 mét rưỡi ăn lên là tự động ngắt hoàn toàn, không có kích hoạt được. Rồi mình cho xem đi ha. Dạ mẹ.